Một cái loại tinh bột có thể là cứu tinh cho anh chị nào thường xuyên gặp tình trạng táo bón, cả tuần thậm chí chỉ đi 1 đến 2 lần, phân thì bón cục, khô cứng, thì đây là video dành cho anh chị nhé. Đây là cái tinh bột kháng đốc tơ ruột, là một cái loại tinh bột nó không được tiêu hóa trong ruột non, nhưng khi mà đến ruột già thì nó lại trở thành thức ăn cho lợi khuẩn, từ đó giúp cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ cải thiện phần lớn những cái triệu chứng về tiêu hóa như là táo bón này, đại tràng co thắt này, hội chứng ruột kích thích này. Nghiên cứu còn cho thấy tinh bột kháng còn hỗ trợ làm giảm nguy cơ ca trực tràng, không làm tăng đường huyết nên là rất phù hợp với người bị tiểu đường. Và chúng ta có thể tìm thấy tinh bột kháng ở các cái loại thực phẩm như là chuối này, khoai tây này, ngũ cốc này, đậu và các cái loại hạt. Tuy nhiên thì cái hàm lượng tinh bột kháng của chúng rất là thấp. Do đó thì người ta đã nghiên cứu ra cái sản phẩm Dr. Ruột, và trong mỗi 100g Dr. Ruột này thì chứa tới 11,1 đến 17% tinh bột kháng và đã được tái cấu trúc từ tinh bột đậu xanh, chuối xanh. Ngoài ra còn chứa chất xơ thô, chất xơ hòa tan cùng với các cái vi chất khác giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột và làm giảm các cái triệu chứng của hệ tiêu hóa, đặc biệt là nó phù hợp với những người mà bị tiểu đường vì nó không làm tăng đường huyết nha. Đây nó là một cái giải pháp đột phá trong cái việc bảo vệ sức khỏe, vì nó đi từ gốc của vấn đề, xuất phát điểm và bản chất của tinh bột kháng, nó là thức ăn nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột. Mà chúng ta biết ấy, là 70-80% hệ miễn dịch hay là sức đề kháng của chúng ta nằm ở đường ruột và do hệ vi khuẩn đường ruột quyết định. Nên là khi mà hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh thì không chỉ các cái vấn đề về đường ruột như là táo bón, đại tràng co thắt hay là hội chứng ruột kích thích, mà nó còn nâng cao sức đề kháng cho toàn bộ cơ thể của chúng ta, giúp bảo vệ cơ thể trước bệnh tật một cách tự nhiên thay vì phải sử dụng thuốc. Và anh chị nào cần thêm cái thông tin về cái tinh bột kháng này thì cứ để comment ở phía dưới của video này để Trang tư vấn kỹ hơn cho anh chị nhé.